Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip để quay một số cá này mà nó rất là lạ cho các bạn xem. Tức là thường thường thì cái vùng miền Tây, miền Nam á, nó có loại là cá rô phi đơn tính và cá phi trong vùng nước ngọt của mình á. Thì rất là quen thuộc, nhưng mà hôm nay mình đặt đó dưới sông á, đặt những cái lú á, miền Tây thì gọi hai ba nơi nó gọi khác nhau tí xíu, có nơi thì gọi cái đó, có nơi là gọi cái đáy, có nơi là gọi cái lú, thì nhiều thứ đại khái là những cái đồ đặt ở dưới sông để mà bắt cá đó. Thì cá phi thì mình biết rồi, cá phi thì đơn giản nó sẽ không, cũng giống như con này nhưng mà trên mình nó không có cái bông. Thì con này ta gọi là con cá la hán này các bạn, nó rất là nhiều, dùng mình nó dưới sông rất là nhiều luôn. Đây mình sáng đặt có cá sặc có luôn nha các bạn, đây có cá sặc luôn đó. Thì mình cá sặc có nè, đây cá sặc nè đó. Thì mình cũng không biết là cái con này mà nó người ta bán thì cá la hán thì nó sẽ lên đầu, cái đầu nó u lên chỗ này nè, nó u lên cái đầu nó có chữ tàu nè. Thì bây giờ mình thấy nó lạ quá cho nên là mình mới để lại trong thau nè cho các bạn xem nè. Cá nó màu rất là đẹp luôn các bạn, đẹp dữ luôn á, nó rất là giống con cá phi của mình luôn, nhưng mà thật sự nó trên người nó có chữ hết. Thì thật sự là lần đầu tiên mình đặt đó dính luôn á, chứ đó giờ là không có gặp. Con cá phi bình thường thì nó khác rồi, thì các bạn cũng biết cá phi rồi, trên người nó không có bao giờ có cái bông nào hết á. Mình lựa mấy cá sặc ra để mình bỏ vô cái đìa cá lóc rồi cho cá lóc nó ăn. Trong đây là không có con cá phi nào luôn, toàn là cá la hán không. Đấy nè, mình lựa cái con nào đẹp đẹp cái nào mình nuôi lại, con nào màu dữ á. Ở ngoài dùng các bạn thì cũng cũng có cá phi, nó cũng giống con này lắm nè, nhưng mà thật sự trên người nó có chữ tàu nè. Thì mình sẽ đem qua đây để dưỡng vài con lại, thì các bạn có muốn chia sẻ muốn nuôi á thì mình sẽ chia lại cho các bạn. Nó cũng đơn giản thôi, nó nuôi bằng thức ăn bình thường à, hoặc là nó ăn ba cái tảo gông riêu đồ đó. Cá nó lên màu đỏ luôn nè, kỳ lạ thật sự mà nói, rất là kỳ lạ luôn. Mình dưỡng nó đang biết nó sống nữa, thì nó còn mạnh khù nữa, nó còn nhảy nè. Mình lựa cá nào đẹp đẹp thì mình cho nó vô sao nè, nhiều lắm nha các bạn. Không biết nó con nó nhỏ thì nó cũng có chữ trên người hết trơn, có chữ hết luôn đó. Cái con này nó có chữ trên người đó, nó lạ quá đó. Mình dưỡng nuôi nó sống ngay các bạn, con nào sống thì mình nuôi lại, mình bỏ vô cái chậu kiến mình nuôi chơi thôi, nuôi chơi vài con cho nó vui vui. Con nào cũng có chữ vậy. Nên thật sự là mình thấy nó lạ lắm luôn nha các bạn, lạ, rất là lạ, rất là kỳ lạ luôn. Rất kỳ lạ. Kỳ lạ kinh khủng luôn. Lần đầu tiên luôn mà không biết kêu bằng loại gì nó. Cá la hán thường thường thì nó sẽ lên đầu, còn cá này thì nó sống dùng nước mặn ở dưới sông, nước lợ mà hả, cũng gọi là cá la hán. Con nào cũng có cái chữ trên người hết trơn á các bạn ơi. Nào, cá mái thì cũng có chữ nữa nè, cá phi thì hả, nó khác, còn cá này con nào như con nấy. Các bạn giải thích hộ giùm mình cái, anh em nào có gặp trường hợp này thì
cho mình lựa cá nào đẹp đẹp mình nuôi lại, dưỡng lại chơi chơi cho vui vậy đó. Chứ mình thấy nó lạ quá. Nhầm con chữ rất là đỏ luôn, gõ luôn nha các bạn. Gõ gàng luôn. Mình sẽ nuôi vài con, thả vài con ở dưới đìa. Thả vài con ở dưới đìa. Nó dưỡng ở đây biết nó sống nổi không nó. Chắc sống mà. Mấy con dưỡng hay cho nó, có một cái lạ lạ để nuôi, để chơi nuôi chơi. Lạ quá luôn á quý vị các bạn, lạ thật sự mà nói, mình con nào như con nấy. Thì đó, bây giờ ở vùng mình nó cá rô thì nó cũng nhiều, cá rô đồng nó ép lại nó đẻ, cá rô nhím nuôi rất là dễ. Vùng đây thì nó nhiều loại cá lắm, cho nên là các bạn mà có dịp về miền Nam, mấy miền Tây Nam Bộ á, thì sẽ được thưởng thức ăn những cái món cá đồng quê nó rất là ngon. Cái này là mua về để cho cua ăn đó nha các bạn. Mình đặt mình gom dưới sông á, gom lại. Mình có ăn mớ rồi, mấy người ở xóm có ăn mớ 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 là mình gom lại hết rồi mình cho cua ăn. Nó rẻ thế vậy luôn. Các bạn muốn muốn chia sẻ để mà nuôi á thì các bạn comment với mình ha. Thật sự mà cá nó rất là mạnh nè, trên người nó có nổi bông nè. Rồi, xin cảm ơn các bạn theo dõi cái clip mà độc lạ này của mình nha. Thấy lạ lạ mình quay chia sẻ với các bạn thôi. Nhưng mà các bạn thấy hay thì cho mình xin một cái like nha. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn ngày mới gặp nhiều may mắn và hạnh phúc nha.